Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Đầu đi cái thang như thế này đấy. Thang hàng đúng không? Thang hàng. Nhưng mà chơi này thì quá công phu rồi. Đầu ấy đến này đam mê lắm. Ôi trời, nó hơi giật mình nhỉ. Nó tải trọng này là mình làm bao nhiêu cân? Hơn 1 tấn. À thế thoải mái. Rồi này hai anh em định chắc hơn tạ. Đây em toàn hàng nặng mà. À. Người không thì thoải mái. À. Có bây giờ mình lấy đến tải trọng của nó đâu. Ngôi nhà này là mấy tầng? 5 tầng đúng không? 4 tầng. 4 tầng. 4 tầng với cái tum đây là lên tum. À. Đây thì giao cây thì một em chơi cây rất đặc biệt. Chia sẻ với cả nhà một tí. À đến đây, đây là tầng 4, xong bây giờ mới đi bộ lên đúng không? Trên này không có tới. Nhưng mà thế này còn từ đây mà lên khênh thì cũng ốm đấy này. Dạ. Vẫn mệt đấy. Bạn đã phải bao nhiêu thứ hổ nhá, lung tung hết cả lên. Một ngang lung tung. Dạ. Chưa sắp xếp lại hết. Ừ. Mỗi ngày em ra lại làm một tí. À. Thế là cây này là mình cứ mua ở đâu vậy? Ở trong kia này. Chủ yếu là trong kia à? Cả ông chú em ở trong Bình Định. Thế nó kiểu chủ yếu mua lai à? Mua qua online là chính à? Nhà vườn. À. Không có mua lai. Lai xem mối của một hai nhà vườn thôi. Chủ yếu xem ăn xem nhiều. À. Nhưng mà mình chắc là cũng không có nhiều thời gian để đi xem cây đúng không? Vâng. Nên là chỉ mua. Đi thì có đi quanh quanh gần thì có đi Vạn Phúc hoặc là đi thôi. Là những cái cây, cái dâu này là mua ở đâu? Dâu ông chú ông mang về. Dạ. Yeah. Mấy cây kia ông ở trong Bình Định đấy á, mang Bình Định về á. Vâng. Thế là mang đây là phải đi cùng xe à? Chắc ông đi vào giao à? Ông đi chỉ mang cây không thôi, còn không mang theo trọng, ông bó mang về. À, bó mang về. Ui đam mê quá nhỉ. Cây gì cũng chơi này. Bận có bao giờ đi xem nhà vườn không em? Có. Lâu lâu mới đi thôi. Yeah, đi thường đi những đâu? Đi sang bên Đông Anh. À. Chỗ nào thỉnh thoảng chơi một hai khách hàng gần gần đấy thì tiện. À. Có đi triển lãm bao giờ không? Thèm triển lãm. Thèm đi lắm anh ạ. Không đi được, bận quá. Đấy. Lộc Vương. Ủa những cây như to như này thì khênh thì chết à? Cái này em chỉ chuyển chậu lên riêng thôi. À phải là tháo riêng từng thứ một. Chứ mà chuyển lên nó này thì cũng khoai nhỉ. Ốm. Chậu không thì không luôn. À. Thế mà không làm. Cái to này là bố em chơi là chính chứ. À cái này là ông chơi. Đây. Thế bây giờ là từ ngày em bắt đầu chơi thì em mua những cây nào? À. Được nhiều không? Không đến chục cây, khoảng vài cây. Chưa đến chục cây. Dạ. Đâu cây của nhà nữa. Đây những cái mai lá lớn to này thì mua đâu? Cái này là mua đâu? Cũng trên mạng. Trong trên nhà vườn hết. Nhà vườn người ta giới thiệu lên ấy gì? Yeah. À, xong là mình thích thì mình mua. Như cây linh sam này thì mua cũng là kiểu nhà vườn giới thiệu đấy hả? Này là người quen kỷ niệm. À. Giá là giá giao lưu thôi. À để giá kiểu giao lưu. Chơi lâu. Ừ. Thế. Mai chiếu thủy. Tranh thủ buổi tối ra thì. Ừ. Yeah. Trái phúc kiến. Trong nhà kia thì toàn cây nhỏ. Thế à, nhỏ như cây nào? Đây là tầm chỉ một người. Toàn như này hết à? Yeah. Trong nhà cũng có. Yeah. Đây cũng có một ít. Em mai làm cái sân trên này thì anh em ngồi uống nước thôi buổi tối. Nhưng mà nó cũng chặt đấy chứ? Chặt lắm. Này là chặt quá. Kho cũng như này ở đằng kia mà chung là bận không ấy được hết đi mấy chỗ em đang dồn về đây. Đây nha thì quý vị là đam mê là nó không có giới hạn, tùy từng điều kiện của mỗi người. Có người thì có thể có tiền mà cũng không có thời gian để chơi, rồi thì là cũng không có thời gian để đi mua đi giao lưu. Hai nữa là mình không sâu đúng không? Mà đi mua ở ngoài cũng khó mua nhỉ? Cũng chả biết thế nào mà mua được. Gặp cây nào mà mình ưng thôi. Ưng. Thế nhưng mà ưng như nào em có thường thường có căn vào cái tầm tiền mình mua không? Hay là cứ
cứ thích là chơi là trong khoảng mình thích mua là được thôi, còn hơn là mình không mua. Không mua. Đẹp hơn thì đương nhiên là cây nào nó có giá của nó. Cái này khoảng tầm mình một người bê đổ lại thôi. À. Nhưng mà ví dụ như cây bé bé mà nó vài chục triệu, trăm triệu em có chơi được. Chơi thì vẫn chơi được. Nói thật là bây giờ là em muốn làm một cái nhà ở nhà đất các cụ trong kia. À, muốn tập trung làm nhà. Hoàn thiện cái ước mơ đấy thì em mới dám làm cái sân chơi trên đấy. Ừ. Hiện tại cứ chuyển đỡ ra đây chơi thôi. Ờ. Thế khi mà em chơi em có tìm hiểu về cái lối chơi, phong cách chơi hay là cái sản phẩm hay là cái dáng thế gì không? Hay là cứ thích là mình chơi thôi? Mình nói chung là tùy cây. À. Chứ mà là cây nào mình chơi đâu. À. Tùy cây. Thế thì tức là em có xem các nhà vườn lớn không? Có chứ anh. Thế thì khi xem mà các nhà vườn lớn thì em có học cái cách chơi của họ hay là tìm hiểu cách chơi để mình làm theo không? Hay là cứ có theo? Có cái mình cũng phải học chứ làm sao mà mình tự mình được anh. À. Thế anh hỏi tí tại sao mà đây này em lại chơi rất là nhiều cây đa dạng kiểu này? Chứ chả cứ cái dòng nào đâu, cây nào em chơi. À, nhưng mà người về kỹ thuật thì em đã biết cách chăm sóc chưa mà lại chơi đa dạng này nữa, mình không biết chăm sóc nó mình chết thì bỏ thì nó chỉ có 1-2 dòng thôi, nhưng có nhiều loại đâu. Ờ, đấy cũng nhiều đấy. Linh sam. Sam hương. Nó ít thì mình chơi dòng nào là bên sống. Ba chiếu thủy. Thì cái nào mà khó chăm thì thực sự là em cũng không tìm hiểu. Đây này, cái chơi. Tìm hiểu cũng được nhưng mà cây sung như này cũng chơi luôn. Cây này là ông nhặt đi chứ. Tóm lại là cứ cái gì là cây là mình chơi. Rồi. Cây này là của ông chứ nhỉ? Cây của ông. Ừ, ông cũng đam mê đấy nhỉ? Cây phải 20-30 năm rồi. Thế yeah. Ông kiểu ông cứ vứt đi. Ông có bao giờ bán không? Không, ông không bán. Chưa bao giờ ông bán. À, chỉ có để ông chơi thôi. Ai mà bỏ đi, nếu mà thích thì ông lại mang về. Ừ. Thế cứ mang về thì vấn đề câu chuyện rằng là ông không quan trọng về thương mại. Gọi là đam mê thôi. Đam mê thôi chứ ông không kinh doanh cái món này. Đây là một cái gương điển hình mà chúng ta trong cái cộng đồng chơi thì nó rất là đa dạng nhá. Ờ, có nhiều người bảo là bây giờ chơi thì phải chơi tinh đồ, nhưng thực tế là nó không phải. Cái tiền nào của đấy rồi với hoàn cảnh mỗi người khác nhau đúng không? Cái quan điểm mỗi người khác nhau. Mà ai mà cứ tinh đồ thì đồ tinh ở đâu đúng không? Mà hai nữa là ai cũng thế thì những cái cây bình thường thì ai chơi? Chẳng lẽ vứt đi hết à? Đúng rồi. Đúng không? Cũng phải có người nọ người kia, cách chơi thế này chơi thế nọ. Mình chưa vứt đi cây nào. À. Ai vứt đi thì mình xin rồi, ai cho thì mình lấy. Đấy. Nên là trong những giai đoạn mà tôi cũng tư duy là đấu giá những cái cây đắt tiền và cây xịn sò, nhưng thực tế là khi mà đưa vào cái quá trình đấu giá thì anh nói với em là không phải là ai cũng có tiền để chơi đấu được những cây đấy, mà những người mới tập chơi thì họ lại rất cần những cái cây nó vừa như này thôi đúng không? Yeah. Theo cái sở thích họ, khả năng và là kinh tế là một. Hai nữa là cái đam mê thì họ để giải quyết cái khâu thích cái đã. Dần dần ngấm rồi sau tìm hiểu thì sẽ nâng cấp đồ chơi sau đúng không? Đấy. Chứ còn nếu bây giờ vào chơi cái cứ chọn cây xịn chơi thì mua một cây thì bằng mấy chục cây. Thì không phải dần dần như anh, có phải là chộp giật đâu. Ừ, ok. Được. À, thôi thì cứ chơi theo ý mình đã. Vâng. Anh em trong hội đây cũng chủ nhật nào cũng đi cà phê, nhưng mà mình bận lắm cũng đi được. À. Ở nhà bán hàng suốt, mình là chính mà. Em là bán chiếu là chính nhỉ. Vâng. Vừa này mình vừa bán mình vừa cũng chuyển đi cho khách nữa chứ. À, lại còn phải giao. Đi giao chứ có phải là mình ở nhà đâu. Rồi, ok. Cho nên là cái câu chuyện chơi thì nó muôn vàn, muôn kiểu. Nên là cứ sự so sánh thì là đều là khập khiễng nhé quý vị. Mùa đông thì bán cả chia chăn các thứ đấy. À, chăn chiếu nó đi chăn cùng với nhau. Man, bán đồ theo mùa. Ok, đấy, giữa đất Hà Đông nhé. Phố Hẳn Hoai đấy, vẫn người ta vẫn chơi đơn giản. Không phải là chỗ nào cũng có cây xịn đúng không? Nhưng quan trọng nhất là chúng ta thấy là cái sự trân trọng, đã yêu cây, cứ thích là được rồi. Đây, cây này có người bước đi đấy chứ. À. Đi vứt ở trong chỗ cửa hàng, đi qua kéo đi vứt đi. Ừ. lại xin lại tiếc lại lấy lại. Okay. Về mới cắt lại. À, được. Cứ thấy cây là mình yêu đúng không? Anh em chơi mini thì mình không chơi được mini, mình không chăm được thì mình chơi cây to. Rồi, cảm ơn em. Tập trung thôi. Chúng ta đi xuống đi. Dạ. Thành. À. Mình đi đoạn này thì ngoại thành. Ừ. Quanh.
cây đây, cây đây, đấu giá đây. Vâng. Ưng không? Em nhận thấy hàng em thấy ưng không? Với cái giá đấy, đấy đúng không? Vâng, em không nghĩ là được cây như này đâu. Dạ. Mình nghĩ thì anh em vừa xem thì cứ nên đấu giá cho vui thôi. Ừ. Được thì được, có duyên thì mình được. Được, thế là nhiều duyên rồi đấy. Vâng. Hôm nay về trao cây đấu giá cho cậu em, mà cậu vừa mới mua một cây mai chiếu phỉ ở trong kia ra này. Cùng ngày luôn nhỉ. Vâng. Rồi, và chúc mừng em thành công nhá. Vâng. Đam mê sẽ thực hiện được cái ước mơ. Sẽ có một vườn cây đẹp nhá.